thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói về một cái vụ hình sự, điều 173 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 173 là điều gì? Xin mời quý vị và các bạn xem nhé. Hôm nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng có một cái vụ việc nó như thế này. Có một cái anh ảnh lợi dụng cái xe người ta đổ ngang đường, xe nổ ở bên đường, cho nên ảnh mới và cái người chủ xe bước xuống và để nguyên cái chìa khóa ở trên xe, và ảnh mới nhảy lên và ảnh trộm cái chiếc xe đó, lái xe đi và gây ra tai nạn. Thì tòa đã tuyên phạt và giá trị của chiếc xe Range Rover là 8 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thấy không? Đâu hẳn là mình trộm những cái vật có giá trị là nhỏ, như là điện thoại, như là laptop, như là chim, và cũng có những cái trộm có giá trị là 8 tỷ đồng. 8 tỷ đồng nha quý vị. Và mức hình phạt mà tòa án tuyên cho cái hành vi phạm tội đó là 14 năm tù giam. Hôm nay thông qua cái câu chuyện này, tôi cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái hành vi trộm cắp. Tôi muốn quý vị và các bạn hiểu thêm được về cái hành vi trộm cắp là gì. Trộm cắp là cái hành vi lén lút. Phải là lén lút đã, nhằm chiếm đoạt cái tài sản mà lợi dụng cái sự gọi là không quản lý tài sản của người chủ sở hữu để lấy đi cái tài sản. Tôi có tham dự một cái vụ kiện là trộm chim. Quý vị và các bạn biết không, khi mà những cái con chim kiển á, người ta nuôi và người ta treo ở ngoài phía trước cửa nhà đó, thì vào buổi trưa thì lợi dụng cái việc vắng người, không có người, và cái bị cáo đã đi ngang qua, và cái sự quản lý của cái người chủ nhà, buổi trưa thì thường người ta ngủ hoặc là người ta cũng không quan sát, và chạy vào xách cái lồng chim. Và dĩ nhiên cái việc định giá trị của chim nó đủ cái cơ sở để mà giá trị tài sản trong tố tụng hình sự, để mà các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra truy tố xét xử về cái hành vi trộm cắp tài sản theo điều 173 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tôi nhớ cách đây vài năm thì tôi cũng có một cái vụ bào chữa cho một cái hành vi trộm cắp. Nói nôm na là như thế này quý vị và các bạn. Thứ nhất là khi mà cái người mà dừng xe lại thì họ lại không có khóa cái chìa khóa và lấy cái chìa khóa đi, và họ dừng, họ mục đích của họ là chạy vào nhà để mà mua cái vật gì đó và lập tức quẹo ra. Tuy nhiên thì do chìa khóa còn ở trên xe, cho nên cái bị cáo đã lợi dụng cái cơ hội đó, chiếc xe còn cái chìa khóa nó còn cắm ở trên xe, và nổ máy chạy đi. Thì cái người này đã chạy ra và truy hô bắt được, cái hành vi bắt được phạm tội quả tang. Tài sản thì cũng đã trả lại cho người bị hại. Tuy nhiên vẫn các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn truy tố về hành vi trộm cắp tài sản theo điều 173 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Khi mà định giá cái tài sản tranh chấp đó, nó khoảng chừng 8 triệu đồng. Tuy nhiên rằng là
đủ cái cơ sở để cho các cơ quan tiến hành tố tụng, truy tố xét xử về cái hành vi trộm cắp tài sản. Thông qua hai cái câu chuyện này, ba cái câu chuyện này để trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi đưa ra cho quý vị và các bạn hai vấn đề. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn thấy vội vàng hoặc làm cái vấn đề gì đi nữa, thì quý vị và các bạn hãy cẩn thận về cái việc quản lý tài sản của chính bản thân mình để tránh những cái thiệt hại cho bản thân mình. Thứ hai là cái hành vi trong trường hợp theo định giá của tố tụng hình sự, cái giá trị tài sản trộm 2 triệu đồng thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ điều tra, truy tố, khởi tố, truy tố, xét xử về cái hành vi trộm cắp tài sản. Thì tùy theo cái giá trị tài sản được định giá trong cái tố tụng mà các cơ quan sẽ có, và những cái tình tiết khác nữa. Cái điều thứ hai là quý vị thấy rồi, qua ba cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên là chiếc xe Range Rover là giá trị là 8 tỷ đồng. Cái những cái con chim cảnh thì có giá trị vào khoảng 5 triệu đồng. Và cái chiếc xe thì nó cũng khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên cái tội phạm đã hình thành. Vì sao tôi nói cái tội phạm hình thành? Quý vị và các bạn biết rồi, lợi dụng sự sơ hở của chủ tài sản, cái hành vi đó lén lút, nó không công khai, nó không minh bạch, để lấy đi tài sản. Thưa quý vị và các bạn, điều 173 của Bộ Luật Hình Sự về tội trộm cắp tài sản, để đưa cho quý vị và các bạn về riêng một cái khung một thôi, mức hình phạt, để quý vị và các bạn xem và các bạn hiểu thêm về vấn đề. Thông qua cái video này, tôi gửi đến quý vị và các bạn những cái câu chuyện pháp luật liên quan tới hình sự, những cái câu chuyện mà nó phổ biến trong cái đời sống hiện tại, gần gũi chúng ta nhất. Thông qua cái câu chuyện này tôi kể cho quý vị nghe để làm gì. Ngày hôm qua thì có một, tôi không biết là có một chị hay một anh gì đó, chị nói với tôi như thế này quý vị. Tôi nghe tất cả những cái video chương trình Dân ta phải biết luật ta của luật sư Thu, và tôi tự tin rằng, tôi đủ tự tin rằng tôi sẽ không vướng vào những cái quy định của trong đời sống xã hội. Tuy nhiên hôm nay tôi lại có một cái câu chuyện tôi cần ý kiến tư vấn của luật sư. Thế đấy quý vị và các bạn, cuộc đời là một cái sự bổ sung cho nhau. Bản thân tôi cũng không thể nào biết được nấu một cái món ăn lạ, những món ăn ngon. Bây giờ kêu mà tôi muốn nấu một cái nồi cà ri, hay một cái nồi bò kho, hủ tiếu bò kho, hay là những cái cầu kỳ hơn thì thôi, bó tay chấm cơm. Còn tôi có thể cho quý vị và các bạn những cái kiến thức pháp luật cơ bản và cả chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật. Và thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi muốn quý vị và các bạn nghe những cái câu chuyện của những chuyên gia để ứng dụng trong những cái nâng cao cái kiến thức pháp luật. Và cũng thông qua cái câu chuyện này để trong trường hợp những người gần mình nhất, những người họ hàng mình nhất, anh em bạn bè có những cái liên quan, thì chúng ta hãy đưa ra cho họ ít nhất là lời khuyên tư vấn về pháp lý. Một lần nữa thì trước đây thì tôi có để một cái chương trình Dân ta phải biết luật ta là văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Thì hôm nay tôi thay đổi cái màn hình nền là luật sư Củ Chi. Nếu quý vị và các bạn yêu mến cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi có một cái chút thay đổi và thay vào cái văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc bằng luật sư Củ Chi. Kính mong quý vị và các bạn tiếp tục xem những cái video của tôi để update thêm những cái kiến thức liên quan đến tất cả những lĩnh vực trong đời sống xã hội. Quý vị và các bạn nhớ nhé,
xin trân trọng cảm ơn.